ta vậy mà đột phá rồi. Có chuyện gì vậy? Lúc ta giúp muội mát xa đã quét qua, kinh mạch của muội trời sinh tắc nghẽn dẫn đến chân khí quanh thân uể oải. Thuật tiểu thành chắc cũng phát hiện điểm ấy, cho nên dùng lời nói chọc muội dẫn trước, khiến muội phóng thích khí bị tắc nghẽn. Sau đó kích thích đan điền, giúp muội khơi thông kinh mạch và đan điền, khiến chân khí của muội thông suốt. Thật xin lỗi, ta còn tưởng huynh. Dừng, đừng nói thêm gì nữa. Hãy nhớ rằng, quy củ của khởi phong cốc là. Người không phạm ta ta không phạm người, người nếu phạm ta trảm thảo trừ căn. Sau này nếu có người ức hiếp ngươi, ngươi nên đánh trả giống như hôm nay, đánh hết kiếp này, kiếp sau thậm chí là kiếp sau nữa bọn họ hết dám ức hiếp ngươi mới thôi, hiểu chưa? Ừm, ta hiểu rồi. Vậy nhị sư huynh, huynh có thể hướng dẫn ta được không? Đi chơi đi. Tính tình của nhị sư huynh thật kỳ lạ, lúc thì nhiệt tình lúc lại lạnh nhạt. Tuy nhiên, nhị sư huynh dường như thật sự là một thế ngoại cao nhân nói không chừng mình lại được nhị sư huynh chỉ đạo một chút là có thể lập tức thăng cấp trúc cơ kỳ luôn không có lẽ khởi phong cốc thật sự có thể giúp mình thực hiện giấc mộng tu tiên thật tốt quá tiểu sư muội đột phá nhanh như vậy phải thật tuyệt tốt cái gì chứ dựa vào cái gì chứ thế quái nào một đánh quyền đã giúp muội ấy lên đến luyện khí tầng nằm tại sao vẫn chỉ có ta là không thể tu tiên hu 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 huyết nhục khổ nhược hay là huynh thử phi thăng cơ giới xem động, động đất đều tại đệ. Ta đã nói phải thêm 3 phần hoàng tinh, thêm nhiều không tốt, đệ nhất quyết phải thêm 5 phần, bây giờ nổ luôn rồi. Phong Thanh Nguyệt đại đồ đệ, Dương Ly Tử. Nhị sư thúc tặng một đống dược liệu quý trọng cho chúng ta luyện đan, bây giờ đã nổ hết không còn gì, ngài ấy nhất định sẽ treo chúng ta lên đánh 3 ngày 3 đêm không ngừng nghỉ. Phong Thanh Nguyệt nhị đồ đệ, Âm Ly Tử. Trách huynh ấy. Đây là đang luyện đan hay là đang chế thuốc dùng thế? Hở, Ai thế? Hình như hôm qua đã gặp. Hôm qua sư phụ mới lừa được tiểu sư thúc. Lừa là sao? Hai người là đồ đệ âm dương ly tử của đại sư huynh sao? Ta là sư linh linh. Hai người đang luyện đan sao? Đúng vậy. Nhưng thất bại rồi. Nếu nhị sư thúc biết, bọn ta sẽ chết chắc. Hay là ngươi thử xem. đệ đang nói quần què gì vậy? Chỉ còn lại một phần nguyên liệu cuối cùng. Nếu như lại thất bại, chúng ta thật sự sẽ chết mất. À. Thế nên mới để cô ấy thử. Đúng vậy, thời gian bảo vệ người mới. Giao cho người đó. Vậy để ta thử. Nửa canh giờ sau. qua ta luyện đan cho tới bây giờ còn chưa thấy qua kim quang. Lần này nhất định sẽ thành công. Thong thả. Thành công rồi sao? Đây, đây là lần đầu tiên ta luyện đan. Thì ra luyện đan đơn giản như vậy. Hở. Toàn rồi. Ngay cả một phần dược liệu cuối cùng cũng luyện hỏng. Lần này thật sự chết chắc rồi. Cô ấy luyện. Các ngươi lại cho nổ phòng luyện đan của ta. Do cô ấy. Do cô ấy. Hả? À. Ngươi luyện à? Vâng. Oan có đầu nợ có chủ, nhị sư thúc ngài muốn trách thì trách cô ấy đi. Ta chỉ muốn giúp thôi mà. Oa, wow. lại là thiên giai phẩm chất đan. Thành công rồi. Ừm, nhân phẩm của ngươi không tệ. Nhân phẩm là cái gì thế? người khác đều cho rằng luyện đan dựa vào kinh nghiệm hoặc là khống chế hỏa trên thực tế luyện đan là dựa vào nhân phẩm cũng giống như tu luyện thăng cấp tu tiên dục minh tâm chính là dựa vào phẩm chất tốt tuy nhiên cô nương này mới luyện khí tầng 5 đã có thể luyện ra thiên giai hành khí đan lão ngũ hắc ám trí vương kia cũng không luyện chế ra được thiên giai đan dược thuần túy như thế chẳng lẽ khởi phong cốc chúng ta thật sự nhặt được bảo vật rồi sao ke cơ kích siêu luyện khí đan của mình chắc chắn có cơ hội cụ cụ dựa theo đan phương này luyện thêm một phần đan dược đi. Được thôi. Sữa bột hai lượng, cam lâm một lượng, ba lượng rau diếp cá. Cuối cùng là cái quái gì thế này? Lợi hại, ngay cả cà phê mau đài hiện đại cũng có thể pha chế, xem ra cô ấy thật sự là kỳ tài luyện đan. Xem ra phải dạy dỗ cô ấy thật tốt mới được. Tiểu sư muội, chúng ta đi thôi. Đi đâu vậy sư huynh? Đến giúp sư huynh luyện đại bảo bối. Ha 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 ha. Hy vọng cô ấy không sao. Tập truyện hôm nay đến đây là hết mất rồi, mọi người xem xong nếu thấy hay thì hãy nhấn nút like, share video và đăng ký kênh để giúp kênh có thêm động lực ra video nhé. Ngoài ra mọi người cũng có thể ủng hộ nhóm thêm chút kinh phí thông qua việc cày view cho video hoặc donate theo thông tin phía dưới nhé. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.